Kênh Thăng Lợi Tây Cao Bonsai xin thân ái kính chào quý cô chú anh chị đang xem kênh. Hôm nay thì kênh đến với nhà vườn Minh Hận, địa chỉ xã Long Thới, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Xin kính mời quý vị cùng giao lưu với nhà vườn Minh Hận. Chào hả? Dạ, chào anh và chào tất cả quý cô chú anh chị đã đến với kênh LTK Bonsai nha. Hôm nay nhà vườn em bonsai Minh Hận ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của nhà vườn em là 0352 958 170. Thì số này anh em có thể liên hệ trực tiếp hoặc là kết bạn Zalo đều được hết. Và em xin đến với cái video đầu tiên nha. Và cũng nói thêm là các tác phẩm của nhà vườn em thì em sẽ bao sóng bao ship toàn quốc, có chậu luôn. Và cây thì sẽ bảo hành cho anh em mình hết luôn nha. Cái đầu tiên của em là cây Mai Chiếu Thủy Trung Nu. Cây này nó mang mã số 11 nha. Tại vì mã số nhà vườn em nó bị mất bớt rồi, cho nên là anh em mình chốt theo đúng mã số giùm em nha. Đây. Đây. Cây cốt cành già rất là đẹp luôn. Rồi em sẽ đi kích thước luôn nha. Cây này hoành thân được 20. Hoành thân 20. Chiều cao của cây từ miệng chậu là được 15. Tán ngang được 32. Tác phẩm Mai Chiếu Thủy Trung Nu nha, cây này hoa nhiều lắm. Với clip cây đầu tiên này thì em giao lưu với anh em chỉ có 2,5 triệu nha. Và giá đã bao chậu bao ship toàn quốc hết rồi. Bao sống bao khỏe và hướng dẫn chăm sóc cho anh em mình luôn. Rồi em qua cây tiếp theo. Dạ, cây kế tiếp nhà vườn em thì có mã số là 15 nha. Anh em mình cứ nhớ theo cái mã số đó để ấy cho nhà vườn em. Cái này cũng là Mai Chiếu Thủy Trung Nu luôn. Cây này thì cốt cành nó nhỏ hơn, giá nó sẽ rẻ hơn. Hoành thân cây này là 15 cm, nó hơn 15 chút xíu nữa. Chiều cao cây là 17 và tàn rộng là 38. Mai Chiếu Thủy Trung Nu, cây này hàng để bàn trà. Chậu thì chất liệu chậu là chậu xi măng nha. Thì cây này để giao lưu thì nhà vườn em đến em mới giá chỉ có là 800.000 nha. 800.000 bao chậu bao ship toàn quốc, mã số 15. Dạ. Rồi, em cũng tiếp tục Mai Chiếu Thủy tiếp nha. Sam Hương ha. Rồi, ở tác phẩm Sam Hương. Đây là tác phẩm Sam Hương. Sam này thì là Sam Hương Đài Loan. Sam Hương Đài Loan. Cây gốc quái rất là đẹp. Mã số cây là 21. Dàn xương nó mịn đẹp lắm. Rồi em đi kích thước luôn. Rồi đây là hoành thân nha. Hoành thân em đo được là 26. 26. Cây này nó quái nha. Nhìn kỹ. Chiều cao của cây là 35. Tán ngang là 59. Cây Sam Hương. Sam Hương rất là đẹp luôn. Dạ, cây này thì nhà vườn em sẽ để cho anh em mức giá chỉ có 2.200.000 nha. 2.200.000 có luôn cái chậu Đồng Nai, bao ship. Bao ship, bao chậu. Dạ, Sam Hương, mã số 21, 2.200.000. Dạ, cây tiếp theo mã số 27, nó là Mai Chiếu Thủy Nu Gò Công. Dạ, dòng lá hơi bự chút xíu ha. Hàng sắp đế 24 giờ. Rất là đẹp luôn. Rồi mã số 27 Mai Chiếu Thủy Nu Gò Công nha. Hoành thân cây này được 14. Hoành 14. Chiều cao của cây là 22 và tán ngang là 38. Mai Chiếu Thủy Nu Gò Công, mã số cây là 27. Cây này thì nhà vườn em giao lưu là 1.500.000, bao chậu bao ship toàn quốc luôn. Và cũng bao sống bao khỏe luôn nha, cũng có hướng dẫn chăm sóc. Anh em nhớ số điện thoại của nhà vườn em là 0352 958 170. Kết bạn Zalo để nhà vườn em gửi hình và gọi điện, nếu mà anh em cần gọi điện video thì bên em cũng có thể. Vô lại đi, cái nào cũng được. Dạ, cây tiếp theo nhà vườn em đến với anh em là tác phẩm Linh Sam.
cây này là linh sam song hình. À, song hình. Cây này nó dài nên lá nó nhỏ nha. Hàng nơm đế đẹp. Nơm đế với tay cành nó già lắm. Rồi. Cây này thì chiều cao của nó là 28. Tàn ngang của nó là được 63. Dưới này thì rồi hoành nguyên tổng cái thân nó là được 29. 29 hoành. Chính là hai thân. Dạ, là chỗ hai thân. Cái nơm đế thì nó đều hết luôn. Cốt cành rất là già luôn. Cây này hoa màu tím nha, rất là đẹp luôn. Song hình hoa tím. Rồi, mã số cây là 52. Thì cây này nhà vườn em sẽ giao lưu với giá là 4.500.000 nha. 4.500.000. Bao chậu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, cây tiếp theo nhà vườn em lên là mã số 56. Cây này là cây bông trang vàng. Đó, hay là ngoài Bắc anh em gọi là mẫu đơn vàng đó, dòng lá nhỏ, trang xưa. Hàng phơm tàn thiên nhiên. Với kích thước thì hoành thân là 18. Trang hoành thân 18. Chiều cao cây là 27 á. Và tàn rộng được là 35. 35. Đây, tàn thiên nhiên rất là đẹp, cốt cành cắt giật nha. Dạ, cây này thì em giao lưu là 1.500.000. Bao chậu bao ship toàn quốc nha, chậu thì chậu xi măng. Bao chậu bao ship hết luôn. 1.500.000 mã số 56. Rồi em qua cây khác luôn. Rồi với mã số tiếp theo thì nhà vườn em lên một cây bông giấy Mỹ nha. Con số. Rồi, con giấy Mỹ này mã số nó là 57 nha. Mã số nó 57. Đây cái tàn nó vậy. Cây dáng bay rất là đẹp luôn. Đó, rất là to luôn. Đây, cây này to lắm. Giấy Mỹ bông đẹp lắm luôn nha anh em. Bộ đế thì rất là quái luôn. Sẵn đây thuận tay em đo kích thước luôn nha. Tổng cái vòng đế là khoảng 72. Kích thước này thì đo tham khảo 72, 73. Cái hoành thân là 42, 41. 41. Cái tàn ngang nó được là 73. Và chiều cao từ miệng chậu lên là được 38. Giấy Mỹ. Dạ, mã số cây 57 bông giấy Mỹ nha. Cây này thì nhà vườn em để cho anh em mức giá giao lưu là 3.500.000. 3.500.000. Cũng bao chậu bao ship toàn quốc luôn. Chậu Đồng Nai Bát Tiên rất là đẹp. Dạ, em đổi cây. Dạ, cây tiếp theo nhà vườn em lên là một cây linh sam. Linh sam song hình cũng là loại hoa tím. Và loại này là kim song hình. Loại này là kim song hình. Mã số cây là 58. Một cây linh sam kim song hình rất là bự đẹp luôn. Gốc bự cây riêng luôn nha. Riêng nguyên con luôn. Cốt cành già bự. Rồi, em đo kích thước luôn. Hoành thân cây được 36. Em siết rất là cứng thước luôn nha. 36. Chiều cao là 36 luôn. Và tán ngang là 90. Linh sam song hình, hoa màu tím và dòng này là kim song hình, lá nhỏ đó. Lá nhỏ nhất trong các dòng song hình. Và cây linh sam này thì nhà vườn em giao lưu bao chậu bao ship luôn là 5.000.000. Cây rất là già, dáng rất là chuẩn, rất là đẹp luôn. Rồi em qua cái mới ạ. Dạ, tác phẩm tiếp theo em có mã số 59. Đây là cây nguyệt quế lá xoắn bông chùm. Nguyệt quế lá xoắn bông chùm nha. Cây lùng lực rất là đẹp. Thì cây này nó có hai cái sẹo nhỏ ở đây. Đó. Nó bị cháy da. Thì nó cuốn mép hết rồi. Những cái mép này nó cuốn chứ không phải nó mới bị, nó bị lâu rồi. Nó làm lũa ngay đó. Và cái cốt cành thì nó già lắm rồi.
Em đo kích thước luôn. Quanh ngay đây em đo được là 35. Đó, ngay cái eo luôn. Bệ nó bự ra nữa nha. Đế luôn. Củ đế này được 50. Em đo nó cũng lỏng lỏng nha, 50. Tham khảo. Chiều cao cây là 26. Và tàn ngang là 50. Cây lùng lực rất là đẹp. Và cây này giá giao lưu với anh em là cây luôn chậu bao ship là 4.200.000. 4.200.000. Mã số cây là 59, 4.200.000 nha anh em. Và tác phẩm tiếp theo thì em lên một tác phẩm mai chiêu thủy, da đen lá lớn, dáng đổ. Cây tàn đổ rất đẹp luôn. Mai chiêu thủy da đen lá lớn. Cốt cành nó già nó đẹp nha. Mã số cây là 61 ạ. Đang ấm. Rồi em sẽ đo kích thước luôn nha. Cái đế này nó cũng khá là đặc. 69. Củ đế là 69. Quanh thân ngay đây là được 32. 32. Chiều cao là 31. Và tàn nó được là 80, là dài hết luôn, hết tàn luôn là 80. Mã số 61. Tác phẩm mai chiếu thủy da đen lá lớn nha, mã số cây 61. Thì cây này nhà vườn giao lưu là 7.500.000. Bên em cũng bao chậu bao ship toàn quốc luôn. Cây này phí ship nó cao lắm nha anh em. Rồi, da đen lá lớn. Em qua cây mới ạ. Rồi, cây tiếp theo nó có mã số là 62. Thì nhà vườn giao lưu một tác phẩm mai chiếu thủy nu gò công. Hàng nu gò công. Thì cây này đặc biệt là nó già, nó bự và nó liền lạc bích mặt cắt hết rồi. Cốt cành nó rất là to và liền mặt cắt hết rồi. Cây này một cây cũng khá là VIP. Nu gò công nữa, máy thủy nu gò công thì giá trị nó cao, với nu nó nhiều. Rồi, hoành thân em đo lưng lửng trên đây là 34. Hoành thân 34. Chiều cao cây là 55. Và tán ngang là 79. Mai chiếu thủy nu gò công. Cây rất là già, rất là đẹp luôn. Thì một cây VIP như vậy thì nhà vườn em giao lưu giá sale là 15 triệu. Bên em sẽ bao chậu, bao ship toàn quốc luôn. Một lần nữa, cây già đẹp, liền lạc, không còn mặt cắt luôn nha. Mã số 62, 15 triệu. Tác phẩm tiếp theo thì em lên một cây linh sam. Cây này là linh sam song hình, lá trung, hoa tím. Cây dáng đổ, có đường thân nó co lắc từ nhỏ luôn. Và mã số cây là 63. Mã số cây 63, em xin đo kích thước luôn. Hoành thân là 17 ạ. Hoành thân 17 xem. Chiều cao cây là 20. Và cái tán là được 62. Tàn dài là 62. Đó. Tác phẩm linh sam song hình, lá trung hoa tím, mã số cây 63. Giá em giao lưu với anh em là 1.300.000. Có luôn chậu, bao phí vận chuyển luôn. 1.300.000. Rồi, em qua cây khác ạ. Dạ. Rồi, cây tiếp theo mã số cây 66, đó là một cây khế. Và khế này là gốc khế ta, khế chua bình thường. Em ghép vào khế nhật siêu trái đó. Và ghép được hai bo chính nha, chua. Chua chính xác là chua nha, gốc khế chua. Khế chua thường, khế thường đó. Và ghép khế nhật siêu trái đó. Cây hình thú rất đẹp luôn. Rồi, hoành tổng bệ đặt đó là 80. Đo phần đặt thôi, 80. Hoành thân của cây là được 38. 38 hoành.
chiều cao của cây là 45 và tàn rộng là 70. Là khế ta ghép khế nhật siêu trái. Rồi, và giá nhà vườn giao lưu mã 66 này là 5 triệu bao chậu bao ship toàn quốc. Cây dáng phơm dáng rất là đẹp nha. Mã 66 5 triệu ạ. Quên cái lên bên. Rồi, tác phẩm tiếp theo em lên là một cây linh sam sông Hinh, lá trung hoa tím, cây đang lên hoa luôn. Tàn rất là mịn. Cốt cành thì rất là to nha, cắt giật rất là đẹp. Cây đế ống và cây này mã số 70. Cây này em đo cái ống đế. Cái ống đế nó được là 43. 43. Rồi. À, cái độ cao của đế là 34. Yeah, 34. Yeah. Và ở đây thì hoành trên thân này đi. Hoành thân này được 40. Khoảng 40. Chiều cao của cây là 50. Và tàn rộng là 75. Cây này tàn rất là mịn, xương đẹp. 7. Và mã số 70 này thì nhà vườn em giao lưu là 2.700.000. Bên của em là bao chậu bao xíu toàn quốc. Chậu đất nung 2.700.000 ạ. Rồi, cây tiếp theo. Dạ. Cây tiếp thì em có mã số 72, một cây ổi tàu. Ổi tàu dòng lá trung và hàng quái luôn. Cái thân nó rất là quái luôn. Mã số cây là 72 ổi tàu. Ổi này là bao trái nha. Những cây khác thì bao chậu, bao ship, bao sống. Cây này thêm là bao trái nữa. Hoành thân em đo được là 16. 16. Chiều cao cây 25. Và tàn rộng là 50. Mã số 72. Một tác phẩm ổi tàu quái rất đẹp luôn. Và em giao lưu là 1.100.000. Bao chậu, bao ship toàn quốc. Mã 72 nè. Dạ. Cây tiếp theo thì em có mã số 76, cây sam hương. Thì cây này cũng là sam hương Đài Loan luôn ạ. Cũng là sam hương Đài Loan luôn. Đó. Đường thân lắc, cốt cành đẹp. Mã số cây 76. Rồi. Em đo kích thước ngay chỗ cái eo này, nó là 24 hoành. Chỗ này nó có kèm thêm cái đế bên đây nữa, tại nó dính lại phải đo. 24 hoành. Chiều cao của cây là 40 và tán ngang là 55. Đó. Và cây sam hương này thì em giao lưu là 2.200.000. Mã số 76. Sam hương 2.200.000 ạ. Dạ. Rồi, em đo cái mã. Rồi, giá nhà vườn em giao lưu với em là bao chậu bao xíu toàn quốc. Tất cả các giá ngày hôm nay em báo cho anh em là có luôn chậu và bao phí vận chuyển rồi luôn ạ. Dạ. Mã số tiếp theo là một cây trang sen. Cây trang sen. Mã số cây 79 nha. Cây thì đang lên hoa rất là đẹp. Loại này thì nhiều anh em biết rồi. Rồi, em đo cái hoành cũ ở dưới này là được 23. Hoành thân nhỏ ở đây là được 12. Chiều cao của cây là 22. Và tàn rộng là 30. Một cây bông trang sen. Và cây này thì nhà vườn em giao lưu với em mã 79, 800.000, bao chậu, bao ship toàn quốc nha. 800, mã số 79. Mã số 80, một tác phẩm mai chiếu thủy dòng trung nung. Cây lùng lực, cốt cành già. Cây này thì em mới làm lại, nên là lá nó mới bắn ra. Mã 80, mai chiếu thủy trung nung. Cái hoành ngay chỗ này là 22, hoành thân 22, chiều cao cây là 20, tán ngang là 28, cây lùng lực rất là đẹp luôn.
Và cây này thì nhà vườn em giao lưu là 2.500.000 cho mã số 80 Mai Chiếu Thủy Trung Nu, giá bao chậu bao ship toàn quốc nha. Chậu này là chậu xi măng. Rồi em qua cái mới. Dạ, mã số tiếp theo mã 82. Em là một cây vú sữa nha. Cây này là vú sữa tím. Vú sữa tím đó. Rất là già luôn. Cây này nuôi từ cây con lên chứ không phải là một cái gốc lớn mà cắt về nuôi tay cành. Nuôi từ cây con nuôi lớn lên như vậy luôn đó. Cây rất là già luôn. Dạ, mã số cây 82. Em đo kích thước luôn. Rồi, đây là cái bộ nơm đế của nó, hoành 59. Nơm đế 59. Thân ở trên đây, cái eo này là 33. Hoành eo 33. Cây tay cành rất là to luôn. Chiều cao cây là 65. Và tán ngang là 1m. Đó, tán rộng 1m. Đó, cây vú sữa tím. À, loại này thì nó dễ ra trái hơn lò rèn. Hiện tại thì cây nó chưa ra trái nha. À, thì anh em chơi một thời gian nó sẽ ra trái. Vài năm nữa cốt cành nó già nó sẽ ra trái. Và mã số 82 này, nhà vườn em giao lưu với mức giá là 12 triệu. Bên em cũng bao chậu bao ship. À, những cái tác phẩm này thì cây về tới nhà mình luôn nha. À, ship toàn quốc luôn. Dạ. Rồi em xin đổi cây ạ. Dạ. Cây tiếp theo nhà vườn em lên mã số 85, Linh Sam Song Hinh nữa nha. Cây này cũng hoa màu tím. Và cây green luôn, cốt cành rất là già. Mã số cây 85. Cây có cái tàn đổ rất là đẹp luôn ạ. Rồi. À, cây này hoành là 17 luôn. Hoành thân 17 luôn. Chiều cao cây là 20. Và cái tàn nó dài là 63. Một tác phẩm Linh Sam Song Hinh, hoa màu tím, giá 1.300.000. Mã số cây 85, 1.300.000 luôn nha. Bao chậu bao ship toàn quốc cho anh em mình luôn. Cây tiếp theo ạ. Dạ, em cũng đến với tác phẩm tiếp theo, mã số 93. Và cây này cũng là cây cuối clip của nhà vườn em luôn nha. Đây là tác phẩm Mai Chiếu Thủy Nu Gò Công, hàng cũng sắp đế. Đế đều đẹp nha, mã số 93, cây phơm thiên nhiên, tàn thiên nhiên rất là đẹp luôn. Rồi em đây với kích thước luôn ạ. Hoành thân của cây là 17. Hoành thân 17. Chiều cao là 38. Và tán ngang là 52. Mai Chiếu Thủy Nu Gò Công. Cây này thì nhà vườn em để cho anh em giá cực mềm luôn, 1.300.000. Bên em cũng bao chậu bao ship toàn quốc. Và cây cuối clip rồi thì nhà vườn em bonsai Dương Minh Hận ở huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre. Số điện thoại của em là 0352 958 170. Anh em gọi đến hoặc là anh em kết bạn Zalo để anh em liên hệ với nhà vườn em. Với các tác phẩm này thì bên em bao chậu bao ship bao sống cho anh em. Và cũng xin kính chào, mến chào tất cả quý anh em. Và chào tạm biệt tất cả anh em. Cảm ơn quý cô chú anh chị đã xem hết video, chọn được cây ưng ý, liên hệ với nhà vườn Minh Hận để chốt cây. Số điện thoại được đặt trên tiêu đề và trong mô tả. Trân thành cảm ơn, trân trọng kính chào và hẹn gặp lại những video tiếp theo.